Nói như thầy nói thì tất cả các ngài nói sấm cơ đọc văn lục bát là nó dễ nghe, miền Nam nghe có thiện cảm để mà dễ nhớ. Khi mình nhớ rồi thì mình có một cái lối sống rất là theo khuôn khổ của những cái lời đó, những cái lời sấm của các chư vị này loan truyền. Một cái xác phàm của mấy chư vị sống 50 năm, 60 năm, đọc bao nhiêu, cho nên sư phụ phải cực khổ, phải mượn liên tục 5 cái xác mà một người để mà lưu truyền cái đạo. Thời ông Trạng Trình là mình không nói nha. Thì quý vị thấy Phật, cha với mẹ với Thượng Đế rất là thương nước Việt đúng không? Tại sao sư phụ không đầu thai bên Ukraine hay là bên Nga hay là bên Trung Cộng đi, mà tại sao phải vô nước Việt mà phải mượn 5 cái xác phàm này nè? Cái xác này Đức Phật Thầy Đang ngày xưa ông biết cuộc đời của Phật Thầy là sư phụ khổ cỡ nào nghe. Đó qua đây ông Phật Trùm. Phật Trùm là cũng là ăn mặc mình thấy là khổ rồi, đâu phải mặc áo lông bào hay áo sen gì đâu. Đó cũng rao giảng. Qua tới đây là Đức Bổn Sư thấy không? Rồi qua tới đây là ông Giải Bán Khoai, thì lúc này á, thì nhiều người biết tại cái thời cận đại của mình khoảng năm 60 70 gì đâu không biết. Còn phải phải đi bán từ củ khoai. Đâu có được sung sướng gì đâu, rồi qua cái xác này cũng bị chửi. Lúc đó ta nói thầy là mê tín. Thầy là khổ sư mê tín, còn bây giờ kiệt là vua mê tín. Không, đệ tử của mấy vị này giờ là vua mê tín. Còn ngày xưa là sư phụ là tổ sư mê tín cũng bị chửi. Mấy vị muốn coi lại kinh điển đi, mình sai hay là các chư vị này sai? Năm bài học, năm cái xác này học chưa đủ hay sao? Học chưa đủ chữ mê tín hay sao? Trên ba tấc khỏi đầu mình đều có tất cả các chư vị, những lời kiện nói các chư vị đang đứng trong cái phòng này đầy hết nè, mấy vị có biết không? Mỗi lần kiện ra đường á là có bốn rồng bay xung quanh kiện nè, là có biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng theo kiệt, rồi có 18 vị A-la-hán nữa hộ cái xác tàn của kiệt. Kiệt lên đây kiệt nói biết bao nhiêu thiên ma nó cũng muốn giết cái xác này vậy. Còn ngoài hữu hình biết bao nhiêu những cái thế lực mà gọi là nó nói là cái chân mạng kiệt khắc với cái của nó cũng muốn giết gì. Không phải dễ ngồi đây nói chuyện với quý vị đâu đó, cũng không phải dễ ai mà gặp kiệt đâu đó. A Di Đà Phật thì coi đi, những vị mê tín dị đoan này á tới ngày hôm nay đã bao nhiêu năm, tất cả các vị nói không có sai, nói cuối cùng lợi quy nhất lợi là ngày tận thế hôm nay mà miền Tây gọi là lập đời thượng quân á, mình nói những cái danh từ đó khi cái người nghe họ chấp vào danh từ, họ chấp vào tướng thì họ cho là dân miền Tây mê tín. Nhưng mà không phải, nếu mà quý vị ở miền Trung, miền Bắc hay là ở hải ngoại mà siêu trí thức gắn gán ngồi nghiên cứu, tại sao mình tin ô cậu bé Ấn Độ cái đó là tào lao, những gì Kiệt nói xong là mấy cái đó nó móm theo rồi, nó thêm ban bệ của nó giỏi chữ nghĩa rồi nó làm hình ảnh đẹp nữa, rồi cái ấy những gì Kiệt nói trước là mấy cái đó móm theo không à. Rồi bà Notre Dame để cái hình của bà vào Venga mắt mù. Những vị này là siêu hơn mấy người đó gấp ngàn lần luôn á. Cả Việt bây giờ cũng vậy. Có phước, nước Việt Nam có phước mà không biết hưởng phước á. Cứ lúc nào cũng muốn chia rẽ. Hôm nay Việt nói, ngày mai Trung Cộng mà nó tấn công về Đài Loan á, nước Việt nát như tương á, chỉ có đoàn kết mới bảo vệ quốc gia. Ở trên nói Hoàng Sa Trường Sa đó là những cái thế hệ nhỏ đó, con em của mình phải ra ngoài lấy lại chứ, không có quốc tế, không có Liên Hiệp Quốc nào mà xử mấy cái chuyện này đâu nghe. Tự mình phải nỗ lực đó. Khi mình mang thân người hay là mình mang một cái tinh thần dân tộc thì mình mới bộc phát lên, chứ không có ai mà dâng cơm tới miệng. Phật trời có thương mình đi nữa đó cũng là chỉ hướng cho mình thôi, cũng giống giờ á, Kiệt cũng chỉ hướng quý vị thôi chứ Kiệt cũng không có làm được. 16 cây nhang đâu có làm được. Nhờ bữa đó đó Kiệt nói trước một cái clip, Kiệt kêu gọi